Trung ơi, lại là Trung đây nhá. Mình hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng cần câu của mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, hôm nay mình sẽ có quay 10 cái cần này cho mọi người xem mình lựa chọn nhé. À, mọi người xem thì có thể like share video giùm mình để quảng bá giùm mình nhé. Đấy, để cho bạn bè có thể tham khảo mua cần chơi đồ bãi Nhật nha mọi người. Mình nói luôn, cần mình là toàn đồ bãi Nhật thôi. Đấy, cho dù xuất xứ ở đâu, China hay là Taiwan hay là Korea, Thái Lan, Indonesia vân vân, tất cả đều xuất sang thị trường Nhật, tại vì hàng mình là hàng ở bãi Nhật về nha mọi người. Đấy, nên tiêu chuẩn chất lượng là của thằng Nhật hết, mọi người yên tâm nhé. Đây, giờ mình giới thiệu từng con để cho mọi người lựa chọn. Đầu tiên thì con này đi. Đấy, con cần hai đoạn này, con cần hai đoạn này, đây. Mình cầu cái xu thôi, mình cũng chả mở ra nữa nha mọi người. Đây, đây, đây. Cho mọi người coi một lúc hai đoạn luôn. Đấy, khuyên vẫn còn nha mọi người. Khuyên còn nguyên. Đấy. 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 Cái độc trên này thì mình không biết. Này. Cái độc trên này mình không biết là của nó như thế này hay là lúc trước nó có bị gãi một độc rồi hay như thế nào. Mình thấy người ta cọc cái khuyên này. Đấy, mình coi. Đấy. Đấy, mọi người. Đấy. Cái cần này á thì nặng 100 gram, nặng 100 gram, chiều dài của nó 2m1, thu vào thì còn là 1m2 nha mọi người, thu vào còn 1m2. Đấy. Cái độc của nó hiện tại trên là khoảng 3 ly rưỡi nha mọi người, 3 ly rưỡi. Số 1. Cái cần này mình bán 200. 200 bát này, bát trượt này. Thấy chưa? À quay, bát vặn chứ. Bát vặn là bát đời mới nha mọi người. Số 1. Tiếp theo, cái cần số 2. Này, cần số 2. Olympic nha mọi người, cần Olympic. Này. Cần này. Đấy. Mọi người coi từng cái đọt này, đây, khuyên này, khuyên này. Đấy. Khuyên này. Khuyên này. Đấy. Cần này cần hai đoạn nha mọi người. Đấy, hai đoạn. Cần hai đoạn. Đấy. À, mình coi luôn, cần này thì nặng 180 gram. Cái độc của nó thì khoảng 3 ly nha mọi người, độc khoảng 3 ly. Đấy. Chiều dài của nó là 1m9. Chiều dài của nó 1m9. Ủa, mình đo thử ta. Chiều dài của nó 1m9 rồi, thu vào ngắn nhất là 1m nha mọi người, thu vào ngắn nhất 1m. Đấy, thu vào ngắn nhất 1m nha mọi người. Đấy. Cái khoảng cách đó thì nó có sai số tí nha mọi người. Đấy. Số 2. Cái cần này nó 400 nha mọi người, cần Olympic nha mọi người. Đấy, đồ Olympic cho mọi người biết rồi. Tiếp theo cái cần này, này. Cái gì mà cục băng keo cái ta, à cái cần này bị mắc cái cục đế xu ở dưới này mọi người, đế xu ở dưới này mình cuốn băng keo đi rồi mọi người về chế cái cục xu chụp vào đây dán lại nhé. Đấy, mình cuốn băng keo chỗ này lại nhé. Đây, đây. Đấy, giờ yeah. Cần là hai đoạn, hay là có hai đoạn rút nha mọi người. Đấy, cái cần này thì khoảng gỡ nặng, nặng của nó khoảng gỡ 80 gram, độc của nó thì độc của nó khoảng cỡ
0,9 ly nha mọi người, 0,8, 0,9 ly. Chiều dài của nó 1m6, thu vào ngắn nhất là 84 phân. Đấy. Để mình đây này cây số 3. Số 3 này mình bán 250.000. 250.000. Rồi. Để mình đợi tí mình dán đỡ cái đuôi này về mọi người chế cục su chụp lại nhé. Đấy. Đó. Số 3 250.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần đơn đai hoa. Đó, cần đơn đai hoa. Đai hoa nha mọi người. Đó. Có nắp đại nữa này. Đó. Đơn đai hoa cần rút 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn. Cái cần này thì nặng 140g, cái đọt đỉnh của nó thì kích thước khoảng cỡ 0,8 ly, chiều dài 3m9, thu vào ngắn nhất là 1m02 nha mọi người, 1m02. Đấy. Cái cần này cần số 4. Cần này bán 300. Số 4 300 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Đây. Hít ở cái này gì đây. 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 Đầu của nó có một cái khuyên chỗ này là nó bị nó còn cái vành sắt nha mọi người, nhưng mà nó mắc cái vành sứ phía trong rồi, mắc cái vành sứ phía trong. Đấy. Này. Đấy, nó có 3 đoạn. 3 đoạn như thế này. Đấy. Cái cần này á nặng 200g, chiều dài của nó 3m, thu vào ngắn nhất là 1m1. Đây. Cái đọt của nó thì đọt của nó khoảng cỡ 3 ly nha mọi người, đọt 3 ly. Số 4. Đây tập. 2 3 4. Này số 5 chứ. Số 5. Cần này cần số 5 nha mọi người. Số 5 này mình bán 200. Số 5 200 nha mọi người. Quay cái cần kia nãy mình nói cái này. Số 5 200. Tiếp theo cái cần số 6. Cái cần này cũng bị mắc cái nắp su đại rồi, mọi người về chế cái nắp su lại nhé. Đấy. Cái cần này là cần máy in da băng này. In da băng. Cần của thằng nào đây? Coi lại đây. Đai hoa nha mọi người. Đai hoa, máy in da băng luôn. Đấy. Bộ khuyên. Bộ khuyên này còn nguyên luôn nha mọi người. Đấy. Bộ khuyên còn nguyên nha mọi người. Đấy. Mình kéo ra cho mọi người coi. Này. Mọi người thấy rằng rằng carbon không? Đấy. Rằng đấy. 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 Cái cần này dài cái cần này dài 3m7, 3m9 gì đấy mọi người.
không nhớ rõ nữa, dài 3m7 hay 3m7 đến 3m9 gì đó, nặng 140g. Cái đọt này thì khoảng 2 ly nha mọi người, đọt khoảng cỡ ly rưỡi 2 ly đấy. Đọt 2 ly thu vào ngắn nhất là 75 phân, thu vào ngắn nhất 75 phân đấy. Còn này con số 6, con này bán 400 đấy, 400 nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi, cái cần này của nó là 3m9 mà nó bị gãy mất cái đọt đào trên đỉnh đào này, gãy mất cái đọt trên đỉnh đào này, thành ra nó thụt vào nha mọi người. Đó. Nó chỉ còn 3m7 thôi. tiếp theo cái gần này đấy, xuất xứ China, xuất nhập chữ Nhật này, China xuất Nhật nhé. Mấy cái khuyên thì cũng bị rỉ, mọi người về lấy cái máy đánh rỉ này ra nhé. Đấy, cái còn cần thì nhìn còn rất là mới, rất ít xước sát nha mọi người. Đấy, người nhìn màu sáng tròn này đấy, màu rất là đẹp đấy, đấy mọi người. Tay này tay xốp này đấy, khuyên vặn này đấy. Cái cần này á nặng 200g, cái đọt này thì khoảng 2,5 ly nha mọi người, 2,5 ly đấy. Chiều dài của nó là 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 98 phân. Cái này cần số 7, cái cần mình bán 200 thôi, 200 cho mọi người. Mắc cái nắp xu vặn phía sau này. Số 7 200 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 8, cái cần này. Đấy. Cần này dài 4,5 m. Cô xinh vậy đây. Đấy. Mình kéo rồi mình coi thử. Khuyên này bị nứt cái nhựa mà còn sứ này, này thì còn, này cũng bị nứt cái nhựa nha, nứt nhựa, đa phần là cái nhựa bên ngoài này nó nứt một tí nhưng mà vẫn còn sứ nha mọi người, nứt nhưng mà vẫn còn sứ đấy. Đấy, chỗ này thì hình như nó mắc luôn một cái khuyên chỗ này, à, không phải, nó bị tụt chứ không phải mắc nha mọi người, nó bị tụt lên đây, khuyên chỗ này đây, khuyên của nó là đúng ra là nó nằm đây. Đấy, mọi người về dán lại, dán kỹ. Đấy. Đó. Cái cần này dài 4,5 m nha mọi người. Đó. Cần dài 4,5 m. Cần này cần số 8, dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất là 98 phân, nặng 240g. Cái đọt đào này của nó, đọt đào này của nó thì 2,5 ly nha mọi người. Cần số 8, cần này bán 200 thôi. Đấy, 200. Đấy.
tiếp theo cần này, cái cần đơn này mình đọc luôn cái thông số của cái cần đơn này trước. Cái cần đơn này á, đơn này nó nặng bao nhiêu kia vậy ta? Cái cần đơn này nó nặng 560 gram, độc của nó thì 3 ly nha mọi người. Chiều dài của nó là 6 mét, thu vào ngắn nhất là 1m48, 1m rưỡi gì đấy, 1m48, 1m rưỡi gì đấy nha mọi người. Đây, đây, lặn ra luôn. Cần hiệu gì ta? Đấy, này. Nó đều, này. Đọc nó mọi người thấy to chưa? Này, nó đều có cái vành bảo vệ ở trên mỗi đọc này, vành khuyên kim loại để bảo vệ khỏi bể ống này. Đấy. Đấy, vành khuyên kim loại bảo vệ này. Đó, cây cần này rất cứng cáp nha mọi người. Rất cứng cáp. Đấy. Càng là dài 6 mét nha. Rồi. Dài 6 mét, thu vào 1m48, nặng 560 gram, độc thì khoảng 3 ly. Độc 3 ly. Cái này cái số 9. Cái này bán 500. Số 9 500 nha mọi người. Tiếp theo cái gần này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Này, nó quấn dây nhựa từ đầu đến cuối của cái đốt cuối này, cuối cùng. Đấy. Khuyên này. Khuyên inox đẹp đẹp chưa? Đấy, khuyên này. Khuyên ngon luôn. Đấy. Khuyên còn ngon, cái cần này rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy. Rất tiếc là không biết là nó cái hãng gì. Nhìn cái màu thì nó cũng giống giống Daiwa. Còn mọi người nhìn cái chữ này không biết là chữ này là của cái hãng gì không biết. Đấy, ai rành được đồ cao chắc có lẽ là biết nhé. Đây. Rồi. Bát này. Rồi, mình đọc cái thông số của nó. Cái cần này nặng tới 980 gram, nặng gần cả ký nha mọi người. Cái độc của nó là 3 ly nha mọi người. Cái độc 3 ly. Chiều dài của nó là 5m2, thu vào ngắn nhất là 1m2 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất 1m2. Đấy. Cần này cần số 10. Số 10. Cái cần này bán 800. Số 10 800 cho mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng của mình là 0786555599. Đây. Mình để vàng đây cho mọi người. Và mình cũng đấy, mình xòe cái bàn tay để cho mọi người thấy này. Đấy, là để mọi người đo với cái kích cỡ của cái ống. Đấy. Mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.